À, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả và các bạn khắp nơi đang theo dõi trên chương trình của Người Việt Channel và thưa quý vị ngày hôm nay là thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2024 xin chào tái ngộ cùng tiến sĩ Đinh Xuân Quân từ miền Nam Cali và trước hết xin kính chào quý khán giả của Người Việt Channel xin chào anh Hoàng Bách từ Texas và tôi từ Nam Cali Dạ vâng, à, chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ tinh thần rất là nhiều, viết comment nhiều trong các cái diễn đàn vừa qua và cũng mong quý vị tiếp tục hỗ trợ để mà à, chuyển tải những thông tin này đến khắp nơi bởi vì chúng ta sao chỉ còn dưới 50 ngày nữa, đến ngày bầu cử rồi thưa quý vị, bữa nay ngày 18 rồi, tức là còn 47-48 ngày nữa, thời gian đi nhanh lắm à, chứ nhá mắt là có thể tới ngày bầu cử rồi cho nên mọi nỗ lực à, cũng đều chúng ta nếu mà chúng ta muốn bảo vệ nền dân chủ chúng ta cùng nhau hỗ trợ chứ không một cá nhân nào có thể đơn phương mà làm được cái việc này do cử tri và cái lá phiếu của quý vị rất là quan trọng và năm nay thì ngoài cái bầu cử tổng thống ra thì chúng ta biết là bên đảng dân chủ họ cũng lo ngại là nếu mà bên hành pháp thắng mà lập pháp không thắng đó cũng rất là nguy hiểm cũng bó tay thôi như con quỳ què thôi vì vậy cho nên muốn thắng đó muốn làm được việc đó là phải có à, đạo luật những có sắc luật mà muốn vậy là phải có bên lập pháp tức là dân biểu hai là nghị sĩ nữa do đó mà bây giờ họ nghĩ tới phải đánh xâm hành bây giờ thì thưa anh quân trong những ngày vừa qua thì có tin tức gì đặc biệt về Derek Trần là bây giờ đơn vị 45 là người Việt Nam của chúng ta, nhiều người nghe rất là hãnh diện đó có nếu mà có một người mà dân biểu liên bang của thủ phủ của người Việt tị nạn thì đây là cái điều rất là vui. Anh nghĩ sao về vấn đề này và tình hình ở Nam Cali ra sao thưa anh? Vâng. Quý vị biết đó là uh, lần đầu tiên và tới bây giờ đó, tới bây giờ đó tại thủ phủ của Lý Tân Sài Gòn đó là một nhóm người thiên về nghĩa là gọi là Michelle Steel và bây giờ đó tuần qua đó cộng đồng Việt Nam ủng hộ nghĩa là Derek Trần đã lên tiếng họp báo lên tiếng tố cáo bà dân biểu Michelle Steel lạm dụng cờ Việt Nam để cờ Việt Nam đà đảo cộng sản rồi nói bầu cho Michel Steele và cái chuyện này nó làm cho nhiều người Việt Nam ủng hộ Direction lên tiếng phản đối và anh Hoàng Bách biết là địa hạt 45 đó hiện giờ rất là quan trọng tại sao quan trọng tại vì thắng thua ở địa hạt 45 đó thì Đảng Cộng hòa có thể mất cái, cái, cái chức gọi là chủ tịch Hạ viện có thể theo tờ Orange County Register ra ngày hôm qua ngày hôm qua nói là cái địa hạt 45 đó trước đây là thiên cộng hòa sau đó khi mà direct trần ra nó thì là gọi là thay đổi một địa hạt thay đổi và bây giờ đó địa hạt 45 coi như là ngang ngửa với nhau vì vậy mà ông mà nghe là uh, tôi không dám nói là phá đám lớn nhất là Elon Musk chủ tịch của đảng của công ty Tesla đã bỏ nửa triệu đô la nửa triệu đô la để ủng hộ cho bà Michelle Steele Và trong nửa triệu đô la đó Thì quý vị biết là phân nửa cái đó Để ủng hộ bà Michelle Steele Quảng cáo Và nửa triệu Để bôi nhọ Anh Direction Vì vậy đó Tôi thấy đây là một cái địa hạt Bầu cử mà ở, Cho tháng 11 này đó Thì đây nó là một cái Không những lần đầu tiên thủ phủ Lý tên Sài Gòn có một người dân biểu uh, liên bang gốc Việt nhưng mà đây nó là quan trọng cái quan trọng của nó là có thể Hạ viện Cộng Hòa mất đa số là vì cái cái cái, cái, địa hạt 45 thành ra ở đây đó chúng ta đó lần đầu tiên không phải lần đầu tiên lắm tại vì dân số của chúng ta không có nhiều nhưng mà nếu mà vào cái địa hạt 45 đó thì nó có thể nghĩa là thay đổi cái cái hiện trạng của cái cái gọi là hạ viện trong tương lai trong 4 năm tới thì đây đó tôi thấy là đây nó là cái một cái chuyện rất là quan trọng vâng À, thưa quý khán giả, chúng tôi hy vọng là quý khán giả khắp nơi nhưng mà đặc biệt là ở vùng Orange County, Nam Cali nếu mà nghe được cái tin này thì quý vị cũng cố gắng hỗ trợ bởi vì đây là cái danh dự của tập thể người Việt của chúng ta. Ông Elon ông còn bỏ tiền vô nửa triệu đô la mà một phần à, một phần hai, nửa triệu đó tức là 250 ngàn đó, thì để tấn công anh Derek thì như vậy đó chúng ta là người Việt mà để cho người ngoại quốc tấn công vào cái cộng đồng của chúng ta mà chúng ta không lên tiếng, chúng ta không bỏ phiếu, tức là đánh mất đi cái danh dự, cái quyền lợi của người Việt của chúng ta. Mà đặc biệt là cộng đồng của chúng ta là cộng đồng muốn có một nền dân chủ không những ở Hoa Kỳ mà là hỗ trợ ở bên Việt Nam nữa nếu chúng ta có một văn biểu đó thì tiếng nói của chúng ta khi yêu cầu nó được dễ dàng hơn còn nếu chúng ta mà nói đấu tranh đó, mà chúng ta không đi vào dòng chính không có tiếng nói đó thì tiếng nói của chúng ta cũng vô vọng lắm thưa quý vị quý vị đơn cử ví dụ như quý vị biểu tình cả năm ba ngàn người nhưng mà nếu không có một tờ báo mỹ nào mà ghi đang ghi đa, biết bài đó thì cộng đồng bằng người bản xứ họ đâu có biết cho nên chúng ta chúng ta ngoài cái số lượng đi biểu tình ra chúng ta phải đi vào dẫn chính cái tiếng nói đó nó mới quan trọng còn tiếng nói của mình lẻ loa lắm nếu mình không dựa vào cái thế lực là hay là cái, cái của các cái dân biểu nghị sĩ để uh, chuyển đạt những cái thông tin của mình đi tới chính quyền đó, thì rất là khó cho nên chúng tôi nghĩ đây là một sự thách thức một người nam hàn mà tất cả họ còn bỏ phiếu để thắng cử cho người uh, mỹ gốc nam hàn chúng ta là người mỹ gốc việt nam mà chúng ta là không hỗ trợ nhau chúng ta ở đây không có cái làn ranh đảng phái làm ranh đảng phái là khi nào đấu tranh trong chính trường còn hiện tại đó chúng ta cần tập trung để bỏ phiếu cho anh đeo Trăng cho nên chúng tôi mong rằng quý khán thính giả mà đang nghe đài ở miền nam cali cố gắng cổ vũ đừng có trong vò ai hết mỗi người chúng ta là một lá phiếu đã đành rồi mà mỗi người chúng ta cần vận động thêm 5 người mà trong nhà có năm bảy người thì chúng ta vận động cứ tiếp tục và ở bên đó đó quý vị muốn hỗ trợ thì tới văn phòng của anh đeo Trăng chúng tôi không biết địa chỉ nhưng mà cái văn phòng của anh đeo trần ở trên lầu 2 chúng tôi nhớ trên lầu 2 thì tới đó có thể nhận những cái bản để đem về cám hoặc là quý vị cần những cái flyer mà để đi gõ cửa từng nhà quý vị không cần gõ cửa xa mỗi quý vị ở gần đó chỉ cần gõ cửa làm sao cho 15 20 căn nhà xung quanh mình mà cứ mỗi người làm như vậy thì mình cấp số nhân lên mình sẽ thấy có một số lượng rất là đông à chúng ta phải quyết thắng trong cái kỳ này cho nên chúng ta cứ đừng đừng nghĩ y là ô cái ủy ban của anh Cần đi tới đâu rồi không trước nhất là họ làm cái chuyện của họ mà mình làm cái chuyện của mình thì mình cố gắng mỗi người là chừng vận động năm mười người cử tri như vậy là chúng ta sẽ làm một cái chiều loan và chúng ta có cái quả đó là những cái điều mà chúng tôi mong ước và từ đây đã còn 40 mươi mấy ngày nữa thì quý vị nỗ lực nghe thưa quý vị À, à có một số anh anh quốc và à, anh quốc và chúng tôi sẽ đi qua hỗ trợ vào cái ngày mà anh Derek Trần à, à, mà tiếp xúc với cử tri vào ngày 12-13 thì chúng tôi cũng sẽ có mặt ở miền Nam Cali à, mời anh anh Quân vâng, tiếp tục. vâng tôi xin uh, thêm một cái chi tiết này để cho anh Hoàng Bách biết là chúng ta anh Derek Trần á, là được sự hỗ trợ của tờ báo lớn nhất trong vùng này là Los Angeles Times. Tờ báo này là có tiếng là uh, toàn quốc. Gọi Los Angeles Times đã ủng hộ sau khi ý, điều tra và viết rất là nhiều. Tại sao? Tại vì ở đây đó tờ Los Angeles Times là tờ đầu tiên phanh phui cái việc mà gọi là các nghĩa là dân biểu và nghĩa là là đại diện Cử tri ở vùng Orange County này Đã sử dụng một cách trái phép Cái tiền hỗ trợ COVID cho người già Họ dùng cái đó là lấy cái tiền đó mua nhà Chứ không phải là hỗ trợ cho những người lớn tuổi Trong cái là thời buổi COVID Thì đây nó là một cái si đan rất là lớn Trong cái vùng này những nhiều người được Việt Nam được sự ủng hộ mà họ sử dụng cái quyền của họ một cách một cách là trái phép để làm giàu để làm giàu cho gia đình họ thì vì vậy đó chính tờ Los Angeles Times là tờ và sau đó là tờ Orange County Register đã đứng ra điều tra cái vụ si căng đan lớn nhất của nghĩa là, giám sát Việt à, Ở vùng Orange County Do đó chúng tôi nhắc nhở Quý vị là nếu mà Chúng ta không có tranh đấu Mạnh đó thì những người này Sẽ thành những cái nhóm mafia Và sẽ Gọi là Sử dụng Cái tiền của công chúng Tiền thuế của công chúng Để cho họ làm giàu Vì vậy đó hiện giờ tôi Không có dám nói là họ có tội hay không có tội nhưng mà có cuộc điều tra lớn và sẽ sửa soạn ra tòa tại San Diego County. Vâng. À vâng, à cảm ơn anh Quân. cũng xin nói thêm đó là từ Los Angeles cũng như tờ là Orange Register cũng là hai cái tờ báo lớn ở miền Nam. Và trong cái vụ mà đổ bể ra là anh Andrew Đổ là giám sát viên của cái quận hạt này đã có vấn đề gọi là bây giờ thì báo chí chưa có tội nhưng mà thâm nhũng là những người con của Andrew Đỗ đó đứng ra mà đã gọi là coi như là cung cấp uh, lấy một cái tên danh nghĩa của một cái cơ quan thiện nguyện uh, đã nhận 13 triệu đô la để mua nhà uh, thì bây giờ cái cuộc đó điều tra chưa sự nhưng mà ở đây đó như là anh Trần Thái Văn Andrew Đỗ đó thì có uh, dính dáng tới là biên đảng cộng hòa nhưng mà mình phải nói rõ ràng ở đây cái làng ranh đảng phái không có nhưng mà ít ra nó làm quen ố cái cộng đồng của, của, chúng ta khi anh Andrew đổ là một người đại diện cho người Việt ý ra làm trong giám sát mà lại để lộ ra cái vấn đề tham nhũng thì đây là cái xấu hổ cho cộng đồng của chúng ta cho nên chúng ta cũng phải lên tiếng và chúng ta không bỏ phiếu để làm cho lành mạnh quá cái cộng đồng ở đây Bây giờ đến đây thì chúng tôi đi vào chi tiết của vấn đề của bầu cử của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đến nay đó thì còn khoảng à, 40 mấy ngày, dưới 50 ngày Nhưng thưa quý vị. Đi nhanh lắm. Thì bây giờ đảng à, dân chủ họ làm cái gì? Họ đưa ra cái chiến thuật ủy ban vận động tranh cử của bà Camera Harris. Đó. Họ cho rằng là cái, cái trăng mặt nó xuống rồi. Hoặc là ví dụ như sau cái vụ mà tranh luận đó, ngày 10 tháng 9 vừa qua nó cũng đang lên nhưng mà chắc chắn là nó không thể giữ lửa lâu được, nó sẽ xuống. vì vậy cho nên ủy ban đó họ cũng có những cái kế hoạch liên tục để làm sao giữ lửa chứ không có lửa nó lây rồi xuống không được. à vì vậy cho nên phải tiếp tục giữ lửa bằng bằng cách này và cách kia cho nên họ phải thay đổi chiến lược và vì vậy trong những tháng tới đó, thì chúng ta có thể sẽ thấy quý vị sẽ thấy có sự tham gia của cựu tổng thống Obama cùng đi vận động chung và đặc biệt có buổi nói chuyện của tổng thống uh, cựu tổng thống Obama ở Chicago ở những ở uh, những uh, tiểu bang chiến trường trong khi đó, đó thì họ cũng dự trù là làm sao có những cuộc nói chuyện của bà Oprah Winfrey bây giờ thì người ta bên họ đề nghị với bà Kamala Harris không nói nhiều về chính uh, chính sách mình làm sao mình khơi dậy để giữ lửa để cho cái 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 của cử tri đó họ sâu sục thì họ mới đi bỏ phiếu tới ngày đó chứ còn mình nói về chính sách đó, thì họ nghe xong rồi họ cũng để đó rồi nó không có giữ lửa được thành họ đưa ra những cái chính sách phải nói chuyện ví dụ như là à, cô Taylor Swift vào đầu, đầu cuối tháng 10 đầu tháng 11 cô có ba bữa buổi, buổi uh, trình diễn tại Miami New Orleans và India đi India Boris, thì làm sao bà Camera Harris sẽ xuất hiện cùng với bà hoặc là cách nào đó để mà giới thiệu để giữ lửa đó thưa quý vị cái điều giữ lửa rất là cần thiết cho nên bây giờ trở lại cái vấn đề anh Quân có nhận thấy trong những ngày vừa qua bên sau cái vụ mà gọi là nó ấm sát hụt thì cũng không biết có đúng không bởi vì người ta thấy là cái anh anh anh, anh anh rút này anh tới đây nhưng mà anh dự trù anh có kế hoạch nhưng mà trong cái bản án đó thì người ta nói ổng xài súng chứ không nói gì tới cái vấn đề ấm sát cựu tổng thống Donald Trump ấy thì anh nghĩ sao về vấn đề này thưa anh? Vâng. Trước hết đó quý vị thấy là khi mà chúng ta lên mà nói chuyện đó chúng ta không có thể nói được là người ta làm cái này người ta cái kia người ta tham nhũng hay không tới khi tòa xử thì ông Roof này đó. Cũng được tòa xử một cách công bằng. Thì thật ra đó. Ông ta chưa bắn một phát nào hết. Cũng chưa có làm gì hết. Thì đã bị bắt rồi. Mà cái người bắn đó. Là Secret Service. Chứ không phải là anh Roof. Anh Roof anh này. Nằm đó nhìn. Và sau đó. Nghĩa là. Bỏ chạy. Bỏ chạy. Bị dượt. Và bị bắt. Sau đó bị bắt. Thì ở đây đó người ta thấy là anh này đã đã từng bỏ phiếu cho cựu tổng thống Donald Trump đã ủng hộ phe cộng hòa rất là lâu và anh này đó cũng lại đi qua bên gọi là từ North Carolina qua ở bên Hawaii rồi từ Hawaii bay qua bên Ukraine để ủng hộ Ukraine nhưng mà quân đội Ukraine đã từ chối không cho anh này tham gia vào cuộc nghĩa là Kháng chiến của, của Ukraine là tại vì nói anh này không có gọi là quá khứ trong quân đội và không biết gì về quân đội thì anh ta bị không phải là được tham gia vào nghĩa là cuộc đánh nhau tại Ukraine. Thành ra anh này đó hôm nay thì cái này hôm nay thì cái kia thì có thể là con người nghĩa là rất là hăng hái nhưng mà không biết là mình muốn cái gì, tại vì trước đây đó anh ta ủng hộ này, hết ủng hộ ông Donald Trump, rồi tới ủng hộ bà Nikki, rồi không ủng hộ bà Nikki thì lại ủng hộ tới như là gọi là 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 ông uh, cái người mà gốc uh, Ấn đó, uh, Swami Rishma Rishmati gì đó, thì đó là vì vậy đó, cái, cái ông này ông tổng thống Trump, cựu tổng thống Trump đó thì nói là người ta muốn ám sát ông ta nhưng mà thật ra đây là những cái tin mà ai cũng biết là tòa chưa có quyết định gì hết anh ta chỉ có bị cái tội là mang súng và súng này cái số súng này lại bị nghĩa là xóa thành ra không biết cái súng đó nó từ đâu tới từ Ukraine tới hay là từ Mỹ hay là từ ở đâu mà súng đó là súng AK47 do đó vấn đề mà gọi là kêu là ám sát đó, thì là đúng là không 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 có đúng cái thứ hai nữa là cựu tổng thống thông ứng cử viên Trump đó và ứng cử viên phó tổng thống kêu là vì những cái tiếng như là vì những cái chuyện mà bên đảng dân chủ nói đó thì do đó người ta với tới ám sát nghĩa là, là là, là ông Donald Trump mà ai cũng biết nữa cái đảng mà gọi là không có cấm sử dụng súng cái đảng mà nghĩa là đòi hỏi không có cái vụ mà gọi là dùng võ lực trong chính trường thì đó là phía bên bà Kamala thì bây giờ đó thì khi nào khi mà ông Donald Trump nói như vậy thì nó có khác gì mà cái tiếng của người Việt Nam chúng ta nói đó suy bụng ta ra bụng người nghĩa là ông Donald Trump suy là đó là dân chủ ăn nói như vậy thì vì vậy người ta mới tới người ta đòi ám sát ông ta nhưng mà đây đó thật ra đối với tôi đó nó chỉ là một cái khẩu hiệu ra tranh cử mà khẩu hiệu này thì ai cũng thấy là quá mị dân tại vì ai mà nghĩa là nói là, là là hung hăng nói là ăn chó ăn mèo rồi bây giờ mà cả một cái thành phố bao nhiêu trường học bị đóng cửa là tại vì ông ta bịa đặt ra đây là bịa đặt ra cái chuyện mà như là người hay si là ăn chó ăn mèo mà người ta là là mỹ di dân hay si nhưng mà là mỹ người mỹ vì vậy đó anh hoàng bách có thể tưởng được được là có người người ta tố là cái dân mà nó cái dân mà di dân nó tới nó ăn chó ăn mèo đó, nó, thì người ta xuống cái, cái, các cái phe cực hữu nó xuống Houston hay nó xuống cái Tân Sài Gòn đó. nó nó phá phách thì đóng cửa trường là bị cái dân di dân gốc Việt đó, ăn, ăn chó chuyện này đó anh biết chuyện nó không có thật nhưng mà người ta bệnh bị bịa đặt ra để cho nghĩa là chính bị hỏi khi bị hỏi đó thì ông J. D. Vance nói là tôi nói cái chuyện này để cho nghĩa là truyền thông chú ý tới cái chuyện di dân nhưng mà cái chuyện này nó không có thật họ bịa đặt ra và vì và biết bao nhiêu người phải khổ sở là vì là trường phải đóng này đóng cửa trường học này đóng cửa mà di dân lại sống trong cái là sự sợ hãi là tại vì những cái nhóm cực hữu nó đã xuống Springfield đòi hỏi tìm thế là để để cái chuyện đó ở đây đó tôi thấy là đúng là chúng ta vào cái thời buổi gọi là tranh cử mà gần tới ngày bầu cử rồi do đó họ làm cả những cái gì có thể làm được để cả nói láo để cho nghĩa là nói xấu về di dân tại vì một trong những cái tiêu đề của ông uh, ứng cử viên Donald Trump là di dân vào là làm ô nhiễm Guồng máu Hoa Kỳ thì ở đây đó quý vị biết đó, những cái chuyện này nó không có thật nhưng mà họ nói là hết là, là làm uh, ô nhớ ô cái, cái là nguồn máu rồi vì vấn đề mà gọi là, là 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 làm phát vân vân và vân vân thì sự thật nó đâu có phải như vậy hôm nay đó chúng ta đã có nhiều chuyện đó hôm nay là sẽ có về vấn đề kinh tế lại có nhiều tại vì lạm phát nó xuống rồi nghĩa là xăng cũng xuống tôi không biết xăng ở bên anh hoàng bách một gallon là bao nhiêu một gallon xăng ở bên anh là bao nhiêu bữa nay là hai đồng ba mươi chín ở bên tôi là ba đồng chín mươi chín đó thì nó cũng xuống nhiều rồi anh thấy không ở bên anh biết là bao giờ cũng vậy ở bên cali đó một gallon xăng nó phải mắc hơn anh là cũng hơn một đồng một đồng dưới hai đồng đó cách xa đồng. nhau như vậy đó vâng xin trả lại anh hoàng bách vâng à thưa quý khán giả nó là xăng đó thì có thể là nói trong thời gian gần đây đó mấy tuần lễ gần hơn một tháng nay từ mùa hè vừa qua đó thì giá xăng của uh, của bên Hiếu rất là xuống rất là thấp nếu mà hai đồng 39 là anh đổ xăng bình thường còn anh đổ trăng Costco cô hoặc là trăng xem clip đó thì giá xăng còn đâu có hai đồng 29 à, hoặc là hai đồng 20 à. À, nó xuống tới vậy đó thưa anh giá rất là thấp rất là thuận lợi cho nên nhiều người mà cái giá xăng đó là không do ảnh hưởng tới tổng thống đó anh giá xăng là toàn cầu thưa quý vị cho nên mình phải nghĩ như vậy bây giờ mình đi từng bước anh anh quân vừa rồi thì anh đi nhanh quá anh đi qua luôn nhiều bước nhưng mà thưa quý khán giả đó muốn về cái người mà ấm sát ông uh, rút mà ông sát ấy, thì ông này có cái nhiều lập trường khác nhau như anh Quân nói đó, ông rất là nhiệt tình, ông có viết sách nha anh. Năm 2023 ông có ra cuốn sách và ông đầu tiên đó năm 2016 ông bỏ phiếu cho ông bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Nhưng mà sau đó, đó thì ông thắc vọng và nói một cách khác là những cử tri mà bỏ phiếu ông Trump đó, họ tin tưởng họ kỳ vọng nhiều vấn đề nhưng mà cuối cùng ông Trump không thực hiện những cái điều mà họ mong muốn cho nên họ quay qua họ chống và ông này ông đó ông Trump là một thằng hề không có làm được cái gì hết và ông còn hỗ trợ cho Aaron nghĩa là ở trong ông biết Aaron là trong, tìm cách mà hỗ trợ đó là cái điều mà hỗ hỗ trợ để mà khử trừ ông, ông Trump nữa cả. à điều đó cho thấy là ông này ông thay đổi lập trường và bây giờ đó thì ông ông Trump ông chỉ trích bên đảng Dân Chủ nói chung và ông chỉ trích cá nhân ông Joe Biden và bà Kamala Harris như thế này. Cái câu nói này thấy quý vị thấy có, có có, gì là khiêu khích không? Nó ông Trump là đe dọa cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Đe dọa có nghĩa là ông vứt bỏ cái hiến pháp, ông không tôn trọng cái hiến pháp chứ không có gì đây không có gì nguy hiểm là kích động hay. Nhưng mà ông Trump ông đổ lỗi là vì nó ông Trump là đe dọa cái nền dân chủ và cái hiến pháp của Hoa Kỳ đó là cái động cơ mà cho rằng là những người mà quá khích đó, họ tới âm sát ông nhưng mà ông nói như vậy nhưng mà ngày hôm qua ông đi Michigan ông lại nói khác ông nói như thế này ông về bởi vì tôi là cái người mà gọi là có uy tín tôi là cái người mà chắc chắn là thắng cho nên họ bị đe dọa là cái chuyện bình thường ha Ông, anh nói hai cái điều khác nhau ông nói đe dọa là vì ông nổi tiếng chứ không phải ông chắc chắn ông có uy tín cho nên bị đe dọa chứ không phải là vì cái lời nói kia lúc thì ông nói là vì cái lời nói của những người dân chủ kích đậm những người mà họ quá khích họ hại ông nhưng mà ông nói bây giờ uy tín của tôi đang lây và tôi tranh luận cũng hơn làm cái gì cũng hơn ấy. cho nên uh, tôi uh, bị ám sát là cái chuyện bình thường anh nghĩ sao về cái câu nói của ông donald trump -tương? đó là lời nói nhưng mà trên thực tế mình ta thấy cái gì rõ ràng là khi mà có cái vụ xảy ra là tổng thống biden và phó tổng thống kamala harris đã gọi điện thoại mừng cho ông donald trump đó là cái rõ ràng cái thứ hai lập trường của tổng thống biden và phó tổng thống và ứng cử viên tổng thống Kamala Harris là bạo lực không có thể có chỗ đứng trong chính trường Hoa Kỳ. Cái thứ ba là lập trường của họ là rõ ràng về vấn đề súng ống kiểm soát vấn đề bán súng và có quyền nghĩa là giữ súng trong nhà thì vì vậy mà nói như vậy ba cái lập trường nó rõ ràng như vậy mà còn có thể đổ được là nghĩa là bên dân chủ nghĩa là khuyến khích bạo động anh anh, anh uh, Hoàng Bách viết là người Việt Nam chúng ta rất là triết lý rất là cái lưới đó nó không có xương Thành nó muốn nói sao <laughs> muốn nói sao cũng được hết đúng không người Việt Nam chúng ta nói là rất là đúng ông bà chúng ta nói là rất là đúng hôm nay thì nói cái này ngày mai thì nói cái kia làm sao mà như vậy thì làm sao mà đúng là không những vậy cái lưới không có xương mà nói là đúng là suy bụng ta ra bụng người lúc nào cũng tưởng là người ta muốn ám sát mình trong khi mình là cái người mà nghĩa là khuyến khích bạo lực cái ngày 6 tháng 1 có phải là, là, Joe Biden không? Tại sao ông nói? Cái ngày 6 tháng 1 rõ ràng là quý vị biết là cựu Tổng thống uh, Donald Trump là cái người nghĩa là xúi dục họ xuống đường và lên, tiến lên nghĩa là quốc hội, chiếm quốc hội. Thì đó đúng là mình nói là suy bụng ta ra một người mình lúc nào trong đầu cũng nghĩ là phải sử dụng bạo lực trong chính trường. Thì do đó Bây giờ đó Người ta ám sát thì lại sợ Đúng không Ai khuyến khích sử dụng Vũ nghĩa là súng ống Không có bao giờ Mà anh nghe thấy là Ông Biden hay là Ứng cử viên Tổng thống Kamala Harris là, 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 là Nói là sử dụng vũ lực Họ nói rõ ràng lắm Vũ lực và bạo lực Không có chỗ đứng Trong một nước dân chủ trong chính trường hoa kỳ thì làm sao mà nói là khuyến khích phụ bạo lực được đó là cái lời nói của ông ấy. vì vậy đó cái thứ hai là họ nói đó nói thì nó sẽ ảnh hưởng tới người khác thì quý vị cứ thấy tại nghĩa là springfield các người di dân nay phải sống trong sợ hãi tại sao tại sao sống trong sợ hãi là tại vì quý vị biết là họ nói là những người di dân ăn cắp chó mèo của dân chúng rồi ăn chó ăn mèo do đó là cái đám cực khẩu nó xuống nó phá phách và phải đóng cửa nhiều trường học là vì vấn đề là an ninh họ xuống họ phá phách. thì tự nhiên là không có an ninh thì vì vậy đó ở Springfield nhiều trường học đã bị đóng cửa vì vấn đề bạo lực vì vấn đề không giữ an ninh được do đó quý vị thấy đó đó là cái chuyện mà khuyến khích gọi là bạo lực trong chính trị và à chưa anh và thưa quý tính giả chúng tôi muốn đi thêm một chi tiết đó bên đảng cộng hòa quý vị nhớ anh Quân, anh nói nhưng mà không có được uh, chúng tôi xin thêm là chủ trương là cho dùng sống tự do và khi anh dùng súng tự do đó, anh khuyến khích người ta dùng sống ví dụ như tiểu bang Texas của chúng tôi hay là Florida đó là anh có thể mang sống đi ngờ ngờ ra ngoài. Đó là cái quyền mà không cần gì hết. à Không quyền license, không cần giấy phép nữa. Đơn giản lắm. Không có dễ dàng cho khuyến khích người ta mua súng. Tức là ủng hộ cái hậu súng trường. Cho nên tới cái mùa mà gọi là bầu cử đó thì hậu súng trường họ tài trợ cho những dân biểu nghị sĩ này cũng như là Nga cả bên đảng Cộng hòa để mà lobby cho họ thông qua những cái đạo luật mà co cho có quyền mang súng được tự do thì khi ông trump ông cho mang súng tự do thì ông muốn gần súng cho mang súng cho nên súng nó tới gần ông là phải rồi làm sao biết được một người bình thường có thể súng ông ví dụ giết AK uh, AK bảy AK uh, à, bên 2, 15 nữa À, rồi công khai như vậy thì tự do người ta ví dụ như vừa rồi có xả ra một anh của là cho người con mới đâu có 14 tuổi mà uh, Trăng cái lễ giống sinh năm ngoái cái tặng cho con súng cho đứa con cho nên đêm, nó bắn người khác cho nên cái tự do mua súng đó là tự mình hại mình ông trump và đảng cộng hòa chủ trương như vậy cho nên không đấy làm lạ là khuyến khích người ta thì cái súng nó đi tới gần ông thôi đó là điểm thứ nhất Điểm thứ hai anh Quân có đề cập tới hai lần là ông Rudy Vance cũng như ông Donald Trump đã lên án người Mỹ gấp hay thi đã ăn thịt chó mèo ở thành phố Springfield này. Và trong những ngày vừa qua không những là họ báo động mà ít nhất có 10 cái thư, 10 lần như vậy, nó đặt mình ở ngay ở, ở, ở tòa thị Chánh của Greenfield rồi đặc biệt ở nhà thương rồi ở các trường học cho nên cái trường đại học này tạm thời là họ cho học bằng online và các em trong cái ngày mà tới để chụp hình đầu tiên đó thì cũng phải là uh, di tản cho nên đây là cái lời nói nó, nó nguy hiểm nó nguy hiểm đó không phải là cá nhân anh anh Quân hay chúng tôi nói mà cái người đó là quý vị biết là có thể trở thành lãnh đạo của đất nước Hoa Kỳ và cả thế giới mà mình tuyên bố những cái điều không có mình dựng chuyện lên mà ông Trump trăng cái cuộc tranh luận đó người ta đã kiểm kiểm chứng lại Nói ông là không có rồi vậy mà ông đi tới lốt đi Las Vegas ông cái tôi lại trở thành tổng thống thì tôi sẽ đuổi hết tất cả những người hay thi ở Ohio rồi ông Rudy Ben mới lên đài CNN vừa qua đó hậu á sao ông dựa vào đâu mà ông đưa ra cái tin của người hay thi ăn thịt chó mèo ông nói là cử tri của ông ở Ohio báo cáo cho ông thì ông nói là cử tri đó có đúng thật không ông okay, kia bây giờ đó chúng tôi muốn nói những cái điều gì mà để thu hút truyền thăm bởi vì trong những ngày qua ông không giảng giải thêm nhưng mà truyền thông lại đi theo bà camera harris để đưa tin mà bây giờ quen cái tin của ông donald trump và quen cái tin của gdv cho nên ông dựng chuyện ra nói cái gì nói tám đại là miễn nói cái gì là truyền thông chú ý nói trên trời dưới đất cũng được quý vị thấy một cái người mà đi lãnh đạo đất nước của Hoa Kỳ trong tương lai nếu thắng cử mà là tuyên bố là chỉ có cần thu hút truyền thông dù nó bậy nó bạ gì cũng được miễn là thu hút truyền thông quý vị thấy suy nghĩ ra sao về cái vấn đề này có lẽ là dành cho quý vị bỏ cái lá phiếu nha điều này rất là quan trọng cho không thưa anh quân ngày hôm qua thì ông Trump ông ở Michigan ông có cảm ơn ông joe biden đã gọi điện thoại và kamala harris có gọi điện thoại để hỏi thăm về sức khỏe và cần cái gì thì à, có có thể bảo vệ an toàn hơn gửi thêm nhiều tìm cách để mà gửi uh, những người uh, bảo vệ cho ông ông trump vang vang và vân vang. thì ngày hôm qua ông trump có gặp giám đốc của cơ quan truyền thông đó về qua về cái vấn đề bảo vệ yếu nhân đó thì ông trump ông nói là tôi có thể đi đánh góp được không thì ông nói là đánh góp ở ở sân góp đó thì phải tăng cường thêm người bởi vì không an toàn nhưng mà nếu đánh ở sân góp Andrew ở Maryland đó, thì an toàn hơn vì cái sân góp này của quân đội à, trong mùa bầu cử mà ông vẫn lo đi chơi anh thấy <laughs> nghĩa là đi vận động thì ít mà đi đi đi, chơi góp thì nhiều hơn thứ anh tại sao ông 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 đặt cái vấn đề là an ninh lây hàng đầu khi ông nói là tôi nổi tiếng cho nên dễ bị ám sát là vậy mà ông nói là làm tổng thống đi ứng cử tổng thống cũng là một cái nhiệm vụ rất là nguy hiểm còn nguy hiểm hơn cả những người đua xe cũng như là đua đua bò à, cỡ trên lưng 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 bò đó thưa anh à, bộ đó. à thì ông cho rằng là đi ứng cử tổng thống cũng rất là nguy hiểm thưa anh mời anh tại sao ngược lại họ cũng hỏi luôn ông GDVance hỏi tại sao người ta không muốn đi ám sát ông Joe Biden hay là ám sát bà Kamala thì mình thấy như vậy khi nào quý vị là con người mà gọi là kêu gọi bạo lực trong chính trường đó thì sẽ kêu gọi cái sư Mỹ này sẽ kêu gọi nhiều người áp dụng cái đó vào sự thật quý vị biết nó khổ là cái sự mỹ này một bên khi nào họ bắn vào một cái trường đó thì nhiều người khác cũng muốn bắt chước làm cái chuyện đó do đó nó mới xảy ra cái vụ mà bắn nghĩa là nhiều người ai cũng biết đó, các cái vụ bắn súng sử dụng súng ống trong chính trị bắn người ta đó là toàn là người da trắng chứ không có người di dân nào hết. vì vậy lúc nào tôi cũng nghĩ lại khi nào đó cái dân mà cực hữu đó nó xuống là bê lè, hay nó xuống là Sài Gòn nó kiếm những người ăn thịt chó. quý vị thấy cái đó là là vô duyên không? tất cả những cái điều đó là những cái điều không có thật, mà họ làm như vậy thì có phải là gây rối loạn không? tôi cũng không hiểu là ở đây tôi cũng không hiểu người Việt Nam chúng ta là tại vì nhiều người Việt Nam chúng ta người Việt Nam chúng ta là toàn là một trăm là di dân mà di dân thì nghĩa là mà ăn thịt chó đó thì ai cũng biết rồi chứ đâu phải ở bên Á Châu đó là có ba bốn nước là chuyên môn là cũng ăn thịt chó rất là nhiều mà tự nhiên họ dừng đứng anh 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 anh, anh. còn bánh nhớ là đây là dừng đứng để lấy nghĩa là để cho truyền thông gợi ý cho dân chúng để dân chúng nghe cái chuyện này nhưng mà họ bị đặt ra đây là những cái chuyện mà bị đặt ra thì ở đây đó tôi cũng không hiểu được tại sao mình chúng ta là người di dân lại đi ủng hộ những cái người mà gọi là biệt đặt cái đó mà bị đặt cái đó thì nghĩa là có thể tới chúng ta được chứ không phải là không thì ở đây đó tôi thấy là tôi không hiểu được tại sao mình là mình bình thường tại sao mình là người di dân mình lại đi ủng hộ cho những cái người mà họ nói xấu mình mà theo là theo hết hồn chứ không phải là chúng tôi ở dưới này thì bây giờ thì nó cũng bớt rồi tại vì bây giờ cũng có ở dưới này cũng có cái chuyện đi xuống mà đón cựu uh, tổng thống Trump nhưng mà bây giờ bớt rồi tại vì mấy ông cầm cờ đi đi ủng hộ này đi xin tiền như gây tiền cho thì cái tụ trẻ nó nó hỏi là ông mấy ông này khùng hay sao thì ở đây đó tôi thấy là vì vậy đó tôi tôi nói cho anh em Hoàng Bách nhưng mà tôi lại nhớ vào Lý Tân Sài Gòn Lý Tân Sài Gòn vì vậy đó họ mới đổ tiền vào để tranh cái, 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 chức dân biểu tiểu bang họ làm tất cả những cái gì để có thể làm được làm tất cả những cái gì có thể làm được để lấy cái chức này tại sao tại vì cái chức này nó ảnh hưởng rất là nhiều tới hạ viện trong 2025 thì ở đây đó tôi tôi chỉ nói là thế này nói lại nhắc lại là, là ông thiệu ông thiệu nói đừng có nghe những cái gì cộng sản nói mà nhìn những cái gì cộng sản làm thì ở đây đấy mình cũng nói đừng có nghe những cái gì nghĩa là dân mà nghĩa là gọi là muốn ra tranh cử đó nói nhưng mà nhìn những cái gì họ làm họ làm những cái gì họ tố những cái gì không có họ tố ra để lấy sự chú ý của nghĩa là dân chúng của nghĩa là ứng cử viên uh, của cử tri để thắng cử kỳ này nhưng mà tôi thấy là vì họ không được sự ủng hộ họ thấy là cái sự ủng hộ càng ngày càng yếu hơn và cái sự suy yếu đó nó ảnh hưởng tới cái lá phiếu của cử tri do đó là họ làm tất cả cái gì có thể là làm được mặc dù không có thật họ cũng làm thì vì vậy đó mình mới thấy đó là cái chuyện đó anh hoàng bách đưa cái hình này lên thì nó dễ hiểu quá rồi nhưng mà nghĩa là mình chỉ thấy là nói như vậy nói là ông ta giỏi ông ta nghĩa là tranh luận giỏi rốt cuộc thua nghĩa là không thể nói được nhưng mà ở đây đó tôi chỉ nói là chúng ta thiết thực nhắm vào cái gì chúng ta có thể làm được và ở đây đó đầu tiên nhắm vào sự thật phải nói sự thật sự thật nó vẫn còn đó không có thể nào mà, mà, mà ăn gian nói dối hoài hoài được vì vậy đó tôi yêu cầu quý vị cứ nhớ cái chuyện sự thật là quan trọng chúng ta nói về sự thật và chúng ta đi bầu cho sự thật chứ không phải đi bầu cho những cái người ăn gian nói dối vâng à, thưa anh và chúng ta còn ít phút còn lại đó thì chúng ta biết là à trong cái mùa bầu cử chính trị có thể nói gì cũng được nhưng mà một điều rất là quan trọng không có dùng ngôn ngữ bạo lực trong chính trị chính trị không có chỗ đó để dùng bạo lực ví dụ như ông Elon sau khi mà ông Trump bị gọi là mưu toan ám sát đó thì ông viết trên cái mạng X của ông ông nói là tại sao chúng ta không nghe thấy là có người tới ám sát ông Joe Biden hoặc bà Kamala Harris thì sau đó đó bị phản ứng điệp, trên mạng xã hội họ 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 tay to cho nên Elon Musk phải lấy xuống ngay để chứng tỏ là chúng ta thấy là coi như vậy là cái người Mỹ hay nói chung đó họ cũng còn sáng suốt lắm họ không mê quặc nhưng mà khi anh lợi dụng cái chỗ cho chính trị là đây là một sát dân ví dụ như người Haiti người Haiti là người Mỹ gấp Haiti họ đang ở đây anh xiêm tà họ tức là anh bôi bẩn anh bôi bẩn cả một dân tộc ví dụ như nói tới người Việt Nam mình ăn thịt chó ở Lý Đô Sài Gòn giết chó à, lấy chó của người địa phương giết chẳng hạn à, rồi ăn thịt chẳng hạn tự nhiên người Việt nghĩ sao khi người bản xứ họ, họ nêu lên cái vấn đề này và họ thấy như vậy họ sợ phải không nhưng mà ông Ri Đi Ven ông nói là cũng như ông Trâm đó nó cái điều gì mà báo chí chú ý là cần với nó trong cái mùa bầu cử nhưng mà nó cái điều này là anh dùng lăng mạ của một cái dân tộc của người ta anh nói gì cũng được nhưng mà anh lan mạ anh nói cái chuyện dẫn đứng một cái chuyện như vậy làm sao quý vị tin tưởng trong tương lai những người này sẽ lãnh đạo đất nước lời họ nói ra là mình trước đây là các cụ mình nói là lời đoàn thước ngạp là vì người lãnh đạo mà phải nói cho đứng đắn đàng hoàng để cho người ta dân tin nhưng mà họ nói là nói sao mà cho truyền thông chú ý đó thì quý vị họ nói bậy nói bạ cũng được thì như vậy quý vị có nên bỏ phiếu cho những người này không đó là cái điều mà chúng ta nhắc nhở bây giờ đó chúng tôi cũng luôn uh, bên dân chủ họ quan tâm rất là nhiều bởi vì nếu mà bên hành pháp mà lấy được cái chìa khóa của uh, tòa bạch Ấp chưa đủ cần phải bên dân biểu và bên thượng viện nữa do đó đó mà quý vị khi bỏ phiếu năm nay đó chúng ta nhớ là bỏ phiếu luôn những cái người mà gọi là những người ba đó thì không nên bỏ phiếu như là anh biết tech ru ở bên này ra ứng cử thượng nghị sĩ nè tái tranh cử đó mà xích xót với một người đấu thủ anh biết không, đây là tiểu băng đỏ mà xích xót cái điều đó như là tech group an giang nói dấu đi theo trâm để mà nói chuyện bờ đích à, bờ à, bưng bô cho trâm đó thì người dân người ta cũng biết thôi anh, cho nên cũng cái vấn đề bầu cử năm nay nó vô cùng khó khăn nhưng mà mong rằng là quý khán giả của chúng ta đặc biệt là quý cử tri đó phải sáng suốt bỏ cái lá phiếu của mình chọn cho đúng Bây giờ ít phút còn lại có một cái vấn đề mà gây chấn động cho cả thế giới mà ngày hôm nay người ta lên tiếng tức là ngày hôm qua là ngày 10, ngày 17 tháng 9 đó, thưa quý vị. À, ở bên Lebanon mà cái lực lượng Ebola là cái lực lượng coi như lực lượng kháng chiến mà họ chống lại người Do Thái. Quý vị biết là Ebola đó là được tài trợ Ebola cũng như lực lượng Houthi. À, họ ở Lebanon thì được sự tài trợ của Iran và trong những ngày vừa qua đó thì cái lực lượng này họ phối hợp họ hỗ trợ cho người Hamas cho nên họ tấn công vào ở do à, Thái với nhiều mặt khác nhau phong kích đủ thứ hết thì ngày hôm qua chúng ta biết là cùng một lúc đồng loạt nha đồng loạt trên khắp nước Lebanon cái máy mà nhắn tin đó, anh anh Quân nhớ là trước đây khi trước khi mà mình có quân á à, thì mọi mọi người đều thường hay dùng cái pager đó để mà nhắn tin bởi vì cái đó khi tại sao người ta không dùng xe phone dùng xe phone đó, thì có thể là do thái họ định vị họ biết cái vị trí anh ở đâu để họ có thể phó kích được cho nên họ dùng cái máy nhắn tin máy nhắn tin này họ mua từ ở bên đài loan vào họ mua tới khoảng năm ngàn cái máy nhắn tin lận à. nhưng mà ngày hôm qua đó nó nổ đồng loạt trên khắp nước Lebanon những người nào đeo cái máy nhắn tin nó đều nổ đồng loạt hết à đó là cái điều mà người ta nêu lên là sao, tại sao có cái sự kiện đó quý vị biết là bây giờ tới giờ này thì người do thái họ chưa nhận đó là cái lỗi à, họ nhận cái cái trách nhiệm vì họ chưa nhận nhưng mà chúng ta biết là bây giờ nhiều cơ quan tình báo cũng như là bên hoa kỳ họ có tiết lộ đó là chúng ta là có một cái nhân vật là cao cấp của chính phủ của hoa kỳ tức là cố vấn an ninh quốc gia là ông hóc ông đi tới ngày 16 ông tới ở bình uh, do thái uh, mà ông không hề có nghe tin tức gì hết mặc dù ở trong nụ các của ông đây tên tên giờ của họ nhưng mà lúc chiều ngày hôm qua tức là chiều ngày 17 trước khi mà cái vụ nổ xảy ra 7 phút đó thì ông ga tức là bộ trưởng bộ ăn uh, bộ trưởng của bộ trưởng bộ quốc phòng của do thái gọi cho ông lôi up uh, bộ trưởng bộ quốc phòng của hoa kỳ thông báo là chúng tôi sẽ trả đũa đối với người Lebanon. Mà trả đũa như thế nào thì không đi vào chi tiết. Thì sao 7 phút sau đó là có cái loại máy đó họ đeo trên nhà, à, bất cứ ai đều nổ hết. Thì trong đó, đó có nguồn tin là nó lúc đầu là chết 8 người, bây giờ lên tới 11 người. Mà bị thương đó là 2.750 người bị thương thưa quý vị. Trong đó có ông đại sứ của Iran À, ở ngay lên bên anh cũng bị thương nhưng mà bị thương nhẹ thôi cái điều này nó nói lên là làm sao mà do thái họ cài được cái vấn đề đó ở trong cái máy cái bay máy nhắn tin mà mua của đài loan bây giờ thì đài loan lên tiếng nó không chúng tôi hoàn toàn không có liên quan gì tới cái vấn đề này cả họ mua tới năm ngàn cái máy nhắn tin nhưng mà hôm qua là nổ đồng loạt thấy ba ngàn cái mà quý vị thấy đây là cái tin mà bây giờ tất cả đều lên tiếng đổ lỗi là ô à, do thái thì họ chưa xác nhận anh quân cho cái nhận định về cái vấn đề này thưa anh trước hết đó, tôi phải sửa lại cái tin tức của anh hoàng bách họ mua năm ngàn cái máy cái máy đó là do đài loan không phải đài loan làm nhưng mà do một công ty hung ra lại tại hungary làm nhưng mà cái 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 công ty mẹ đó là công ty Đài Loan nhưng mà họ mua của Hungary chứ không phải là mua thẳng của Đài Loan đó là cái đầu tiên mình phải sửa lại cái thứ hai nữa mình phải nói là cơ quan tình báo của Israel là Mossad đó. rất là hay là tại sao mỗi cái máy chỉ có 2 gram chất nổ thôi mà họ cài được trong mấy ngàn cái máy pager đó là cái thứ hai, cái thứ ba nữa họ hay ở cái chỗ là làm sao họ đúng nổ cùng lúc mấy ngàn cái nổ thì quý vị biết cái cái máy pager nó rất là nhỏ mà làm sao cài được hai gram hai tới ba gram chất nổ trong cái máy pager mà họ làm xong mà khi cho tin nổ đó là nó nổ cùng lúc quý vị thấy đây là một cái ám sát một cuộc ám sát mà gọi là mình phải nói nếu mà ám sát thì mình nói là cái chuyện đó là rất là ấy nhưng mà đây là một cái thành công của cơ quan tình báo Mossad của israel và cái chuyện này mình phải nói là họ rất là hay làm sao mà một cái công ty ở hungary bây giờ phải đóng cửa rồi nhưng mà các cái công ty hungary làm cái máy này đó mà làm sao họ gài cài được cho mỗi cái máy là 2 tới 3 gram chất nổ mà nổ cùng lúc tại vì nổ cùng lúc thì phải có cái cái là cái vấn đề electronics nói là điện tử nói là đúng cái ngày giờ đó nó, nó cho nổ là nổ đó nó là một cái cái chuyện này đó thì là mình nói nếu mà người nào thích về nghĩa là tình báo hay gì là rất là hay nhưng mà thật ra đây là một cuộc ám sát ở cơ quan mà gọi là, là 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 rất là lớn tại sao? Hezbollah là người theo Shiite là người theo Iran theo hệ phái Shiite của Iran mà cái hệ phái này đó họ không muốn xài điện không muốn xài điện để tránh cái việc mà tình báo do Thái theo dõi mà có thể ám sát họ được thì họ dùng pager nhưng mà pager đó thì lại lại có cái lỗ hỏng khác là làm sao mà tình báo họ tìm ra được và họ cài trên mấy ngàn cái máy làm tại Hungary, lẽ dĩ nhiên là cái nghĩa là công ty mẹ là ở Đài Loan thật nhưng mà cái máy đó là được mua ở bên Hungary và cái này đó thì cái nhà máy ở bên Hungary đó đóng cửa rồi thì quý vị thấy đây nó là một cái chuyện mà khó mà nói tại vì đây nó là họ một cuộc ám sát ở cấp rất là lớn tại vì đây là chỉ có Hezbollah với mua cái máy này thôi và mua cái máy này để tránh né xài telephone mà làm sao mà họ cài được một lúc mấy ngàn cái máy nghĩa là hiện giờ tới bây giờ là trên mười mấy người 17 bảy người thiệt mạng thì đây nó là một cái chuyện mà quý vị biết là mấy ngàn người bị nổ cái này Và bao nhiêu người là là bị thương chứ không phải là là không tại cái máy nó nhỏ chút xíu à nó chỉ bằng uh, uh, nó bằng nửa cái telephone thôi phân nửa thôi thế mà ba ngàn bốn ngàn cái máy nổ một lúc thì mình phải nói đây là một cái gọi là ghi công của nghĩa là cơ quan tình báo mô sát của của do thái thì nghĩa là À, anh giết tôi thì tôi giết anh lại thì ngược vì vậy đó người ta nói đối với người tại sao tôi muốn nhắc lại là tại sao có đạo công giáo là tại vì trước đây đó anh móc tôi một mắt thì tôi móc anh hai mắt thì không bao giờ mà có thể thay đổi được cái việc mà gọi là thù hận hết thì chỉ có bên đạo Phật hay là đạo công giáo thì mới nói là phải phải tha thứ chứ tha thứ thì mới hết được chứ còn không đó nó cứ kéo Đời này, qua đời sau, qua đời con rồi qua đời cháu, không bao giờ hết được mà không bao giờ hết hận thù được thì ở đây đó mình phải tôi thấy đây là một cái hay à, chúng ta phải nghĩa là gọi là đóng cái cuộc nói chuyện này bằng cái gì đóng cái thù hận bằng cái gì nó gọi là tha thứ thì tôi nói chỉ có hai đạo trên thế giới có thể làm cái chuyện này được là đạo Phật mình phải nói dù dù muốn dù không đạo Phật nói là phải tha thứ chung thôi làm sao mà hết cái cái <laughs> giết nhau thù hận được muốn hết thù hận thì phải biết tha thứ thì ở đây đó tôi thấy là chỉ có đạo Phật và đạo bên đạo Công giáo nó mới nói cái chuyện là bỏ thù hận đi đó vâng Xin uh, thứ ăn và thứ quế giả qua cái sự kiện mà xả ra Ebola quý vị thấy không cuộc chiến ngày hôm nay nó không phải ở chiến trường chiến trường là một phần thôi nhưng mà cuộc chiến là tình báo cuộc chiến là công nghệ nữa nó, mình không hiểu tại sao mà lực lượng mua xa của 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 do thái tình báo đó, mà họ gắn vào ở trong cái máy major đó được cái máy là nhắn được mà cùng một lúc họ định vị tức là định vị đã đành rồi họ cho cùng một lúc thời gian nổ cùng mấy cho nên ảnh hưởng rất là lớn mà cái điều này đó nó cũng nhắc nhở đây là cuộc chiến công nghệ anh thưa quý vị cho nên trong tương lai giữa Ukraine và Nga nó hiện tại họ cũng chơi về vấn đề công nghệ đó chứ không phải đơn giản thành cái đây là cái vấn đề mà chúng ta thấy là các quốc gia mà cứ tin vào cái lầm nếu mình không phát triển về công nghệ cái, 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 con chip đó cũng rất là nguy hiểm vì vậy cho nên Hoa Kỳ đặc biệt là tổng thống Joe Biden chú trọng là không sản xuất hay bán con chip cho Trung Cộng là những cái yếu tố đó đến đây thì chúng tôi xin phép được khép lại chương trình ở đây chúng tôi xin kính chúc quý vị có một ngày bình an và cảm ơn tiến sĩ Đinh Trung Quân đã đóng góp trong chương trình này à, À, chúng tôi xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới và cũng mong quý vị subscribe, like và share chương trình. Xin nhà mời anh Quân. Vâng. Xin kính chào quý khán giả của đài Người Việt Channel là nhiêu mà tôi muốn nhắc trước khi mà chia sẻ và bye bye thì quý vị có ai mà quen người, quý vị nào mà ở Nam Cali thì quý vị nhớ nhắc là phải đi Tuần tới là chúng tôi sẽ nhận được uh, uh, vấn đề bỏ phiếu rồi bằng bằng qua qua mail qua uh, bưu điện thì nghĩa là quý vị nhớ chọn những người nào xứng đáng chọn những người nào nói sự thật và bỏ bỏ ngay những cái tên mà gọi là tôi dùng cái chữ đó là quý vị phải hiểu ngay những cái tên ăn gian nói dối chuyên môn nói không nói sự thật thì vì vậy đó tôi muốn quý vị nhớ cái điều đó tuần tới chúng tôi chỉ còn mấy ngày nữa là chúng tôi sẽ nhận được cái thế là là bầu qua vũ điện thì quý vị nhớ cái chuyện đó, đó dùng vâng xin kính chào quý khán giả của người Việt Channel và xin hạn quý vị vào tuần tới